Phúc xin chào các bạn, Diễm Phúc tên đầy đủ là Huỳnh Thị Diễm Phúc. Hiện tại Diễm Phúc đang kinh doanh bên lĩnh vực dược phẩm. Và trong thời kỳ dịch Covid kéo tới thì Diễm Phúc nhận thấy một điều rằng hành vi khách hàng của mình đã rất là thay đổi. Từ những cô chú lớn tuổi họ có nhu cầu mua sắm trên online. Chính vì vậy Diễm Phúc muốn đưa cái công việc của mình lên trên online. Nhưng mà khó khăn nhất đối với Diễm Phúc đó là từ một công việc nó hết sức là mang tính chuyên môn thì làm sao có thể đưa lên trên online. Và đặc biệt là Diễm Phúc muốn đưa cái công việc của mình lên trên kênh TikTok thì Diễm Phúc nhận thấy rằng chỉ có 1 phút đến 2 phút thôi thì làm sao mình có thể làm được điều đó. Nó cực kỳ khó khăn đối với Diễm Phúc, bởi vì Diễm Phúc là một người rất mù về công nghệ và nghĩ là không thể. Nhưng mà tình cờ lướt Facebook và Diễm Phúc thấy một mẫu quảng cáo về cái chương trình thử thách kịch bản triệu view của thầy Linh. Diễm Phúc đã bắt đầu đăng ký vào cái chương trình kịch bản triệu view của thầy Linh. Và từ cái chương trình này thì Diễm Phúc có được những cái góc nhìn khác hơn về cái công việc kinh doanh của mình. Và được các anh chị ở trong đội ngũ Daily Product hướng dẫn rất là cụ thể, rất là tận tình để mình có thể có được những cái kịch bản đầu tiên, cũng giống như là cách quay, cách dựng. Với những một người là rất là mù về công nghệ như mình thì mình đã làm được cái việc đó. Và sau khi xây dựng cho mình được những cái clip đầu tiên, cảm nhận được vậy thì TikTok là một thị trường rất là lớn. Và cái lượng khách hàng của mình ở đây cũng rất là lớn. Chỉ cần mình chịu đầu tư thời gian, công sức và làm đúng như những gì thì Linh chỉ bảo thì mình sẽ có được một cái lượng khách hàng rất là lớn. Và nếu như công việc của Diễm Phúc cứ đều đặn phát triển như thế này thì trong vòng 12 tháng tới doanh thu của mình sẽ rất là cao nếu như mình vẫn kiên trì làm theo cách của thầy Linh đã hướng dẫn. Và nếu như anh chị và các bạn vẫn còn băn khoăn như Diễm Phúc, vẫn còn những cái khó khăn, những cái nỗi sợ như Diễm Phúc thì không sao cả. Các anh chị cứ thử đăng ký vào cái chương trình thử thách kịch bản triệu view của thầy Linh thì các anh chị sẽ có được cái sự hỗ trợ tốt nhất để làm cho mình một cái kênh thương hiệu riêng, cũng giống như là có được lượng khách hàng đầu tiên của mình ở trên những cái kênh TikTok hay là những cái kênh như YouTube Shop. Chúc các anh chị mở rộng được cái kinh doanh của mình và vượt qua được những cái khó khăn của mình. Cảm ơn thầy Linh và đội ngũ Daily Product rất nhiều.